Sáng ngày 24 tháng 4, đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã đến thăm khảo sát tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Giờ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã khảo sát mô hình hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thuận Yến, khảo sát thực tế dự án phát triển khu du lịch 30 tháng 4. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian khảo sát thực tế đời sống người dân cũng như tình hình phát triển tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. Đồng thời đến nhiều hộ gia đình tìm hiểu đời sống làm ăn và ân cần thăm hỏi người dân ấp Thạnh Hòa và Thạnh Bình thuộc xã đảo Thạnh An. Xã Thạnh An vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là xã đảo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Nơi đây có hơn 1.130 hộ dân với hơn 4.500 người. Trưa cùng ngày, đoàn công tác có buổi làm việc tại huyện ủy Cần Giờ, ghi nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Trưa ngày 23 tháng 4, tại dinh Tổng thống ở thành phố Bogor, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đón tiếp và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong không khí trọng thị, chân tình, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thực chất nhiều vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tại buổi hội đàm, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động giai đoạn 2019-2023, triển khai quan hệ đối tác chiến lược và tầm nhìn hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018-2022. Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN ngay sau khi mới nhậm chức, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không. Sau một cơn mưa lớn vào khuya ngày 23 tháng 4, hàng loạt khu vực thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra sự cố cát tràn, nhiều nơi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Đến sáng ngày 24 tháng 4, công tác khắc phục hậu quả sự cố cát tràn, lũ cát xảy ra tại nhiều điểm trên các tuyến đường ven biển của tỉnh Bình Thuận vẫn đang được người dân và ngành chức năng khẩn trương triển khai. Còn tại tuyến đường ven biển thuộc phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, hàng loạt địa điểm cũng xảy ra hiện tượng cát tràn tương tự khiến giao thông bị ảnh hưởng. Theo quan sát, tại khu vực trước các dự án bất động sản Sunny Villa và Apex Mandala Greenham Mũi Né, cát tràn xuống che lấp một đoạn đường. Hiện các chủ dự án này đang điều nhân lực và phương tiện để dọn dẹp hậu quả. Sáng ngày 24 tháng 4, phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm trong vụ án đất vàng Sapeco kết thúc phần xét hỏi, bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án cụ thể đối với các bị cáo. Theo đó, với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng từ 10 đến 11 năm tù, Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương từ 7 đến 8 năm tù. Khi Sapeco triển khai thực hiện dự án tại khu đất 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Sapeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng là hơn 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án và đã không chấp hành các nghị quyết của chính phủ. Căn cứ quyết định danh mục sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn trong tháng 7 năm 2021, đúng và đủ đối tượng theo quy định. Mỗi cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện việc trang bị tất cả các bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, tối thiểu 10 quyển trên mỗi đầu sách để giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình dạy và học. Sáng ngày 24 tháng 4, quận 5 ra quân tổng vệ sinh trồng cây xanh, thiết thực chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, thực hiện phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hướng tới hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2021. Từ nay đến ngày 5 tháng 6, các cơ quan đơn vị và Ủy ban Nhân dân 14 phường tiếp tục công tác tổng vệ sinh, dọn những điểm rác xà bần ứ động và phát sinh trên lòng lề đường, đầu hẻm, gốc cây, đảm bảo cho việc thoát nước tốt trong mùa mưa, giải tỏa các chướng ngại vật lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường quản lý.
vận động các hộ gia đình tăng cường mảng xanh tại nhà nhưng không được lấn chiếm hẻm để trồng cây, cản trở việc đi lại trong khu phố. Truyền thông thế giới đưa tin, Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 4 cho biết, một vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya được cho là đã cướp đi sinh mạng của 130 người di cư, bất chấp các tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ. Trong một tuyên bố, IOM cho hay sự cố đã xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 4. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của IOM Shafa Shelly cho biết, các nạn nhân đã ở trên một chiếc xuồng cao su trong 2 ngày trước khi xuồng bị chìm ở giữa Địa Trung Hải. IOM nêu rõ, trong 2 ngày, điện thoại cảnh báo của tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ gửi các cuộc gọi báo động đến các trung tâm cứu hộ hàng hải liên quan trong khu vực đã kêu gọi các quốc gia đề cao trách nhiệm của họ đối với những người di cư này và cử các tàu đến cứu hộ. Thật không may, điều đó đã không xảy ra. Ngày 23 tháng 4, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết, đội cứu hộ phát hiện vật thể có tự tính cao trôi nổi ở độ sâu 50 đến 100 mét phía bắc Bali, nơi tàu ngầm KAI Nanggala 402 chở 53 người bị mất tích. Lực lượng cứu hộ đang đợi một tàu hải quân với các phương tiện dò tìm dưới nước đến khu vực này trước khi họ có thể xác định thêm. Trước đó, lực lượng hải quân Indonesia cho rằng tàu ngầm có thể đã chìm xuống 600 đến 700 mét, sâu hơn nhiều so với độ sâu hoạt động tối đa của tàu. Quân đội Indonesia cho biết hơn 20 tàu hải quân, 2 tàu ngầm và 5 máy bay đang tìm kiếm khu vực ghi nhận tín hiệu tàu ngầm lần cuối. Hiện Malaysia, Singapore và Ấn Độ đã điều tàu tham gia tìm kiếm cùng Indonesia, Hoa Kỳ, Australia, Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc cũng đã đề nghị hỗ trợ.